Đây là anh ạ, đây là gì ạ? Tần mặt chủ tên, đây là nhì phản. Tần mặt chủ tên, nhì phản. Vậy bên này chúng ta có là tần mặt chủ tên, nhì phản. Đây là trung thất, đồng mệnh chủ, đồng mệnh phối, tiểu nhì ra, tiểu nhì trái, thất trái. Tần mặt chủ tên, và đây là nhì phản. Như vậy, ví dụ các bạn thấy có phần là nhì phân đồng mệnh chủ, thì cái chỗ này cũng sẽ nó lồi ra rồi. Phần đồng mệnh phối lớn, phần chỗ này lồi ra. Thất trái lớn, cái chỗ này sẽ lớn lên các bạn, tốt xuống, nhì. Buông đi bên phải lớn, cái chỗ này nó sẽ lồi ra. Đó là cách mà chúng ta sẽ học sau này các bạn. Các bạn quan nhớ các bạn, đồng mệnh chủ, đồng mệnh phối, tiền nhì, thất trái, tiền nhì phải. Cái tần mặt chủ tên. Được chưa các bạn? Các bên các bạn nên nhớ nhá. Giờ thì cái hình chúng ta nhìn ở trên này chúng ta chỉ có là bên mô đen phổi, phổi trắng của xương và điểm này chúng ta gọi là trường phổi và trường phổi bên phải trường phổi trái còn lại là mỏng của trung thất của bạn. Đây là bờ trung thất cần nằm bờ này. Ví dụ khi động tổn thương ở đây mà thì chúng ta phải định vị tổn thương mà. Bởi vì xác định vị trí tổn thương chúng ta gọi là thiên phổi. Khó cần một cái nghiên được nhưng mà trong trường hợp vậy thì để chia quản thì chúng ta cũng chia như vậy để chỉ mô tả và để thống nhất có nghĩa khi bạn nói tổn thương này nằm ở cái gì nói ở vùng nhược của bạn là chúng ta biết nằm đâu hoặc nằm ở càng lỗ phổi hay là phía ngoài miệng vùng nhược thì chúng ta sẽ tưởng tượng biết điều để tổng mô tả trong này nói thế này khoảng vùng trên là đi nằm trên này cũng tôi đồng ý đây là trên vùng trên vùng trên là xương số 2 vùng trên là cái đường thẳng mà đi ngang qua bờ trên của đầu trước xương số 2 cái này cái đường này là dần đẩy lên gì nữa bạn đây là đầu đây là xương số 1 bạn xương số 2 như vậy vùng trên là đường thẳng ở đầu dưới bạn đúng rồi đầu dưới vùng trên là đường thẳng đi ngang qua đầu trước của xương số 2 vùng dừa là đường thẳng đi ngang qua đầu trước của xương sườn số 4 vậy đây là vùng trên các bạn đây là vùng dừa đây là vùng dưới cái vùng mặt trên đầu này gọi là vùng đỉnh phổi các bạn vậy vùng trên thì gồm có cả vùng đỉnh phổi các bạn vùng trên là bao gồm đỉnh phổi vùng phía này các bạn giữa đồng mệnh phổi các mạch máu lớn này chúng ta gọi là vùng rỗ phổi còn phía ngoài là vùng ngoài biên đây là vùng rỗ phổi vùng trên vùng dưới như vậy ở đây có tổn thương bạn thành bên này nếu có tổn thương đây bạn thì chúng ta nằm đâu bạn vùng trên dưới bạn giữa vùng trên vùng dưới vùng dưới vậy đây thuộc là vùng dưới còn phía ngoài biên cái tổn thương nằm ở vùng giữa phía ngoài biên phổi bên phải còn tổn thương đây cũng có cả nằm và nằm đâu cả tổn thương A này các bạn tổn thương A là nằm đâu cả nằm ở vùng giữa phổi bên trái vùng giữa và vùng cằn rốn giữa cằn rốn phổi bên trái tổn thương B này đọc xong rồi nằm ở vùng giữa và vùng dưới phía ngoài biên phổi bên trái các bạn thì cả giữa dưới các bạn vậy đó là cách mô tả như vậy các bạn nắm được giải phẫu khi thầy tổn thương thì các bạn có thể biết các bạn mô tả được nằm đâu các bạn như vậy thì cần người cắt có đọc lên các bạn thì các bạn cũng tưởng tượng nó nằm ở vùng đâu phổi thì đó là một số cái mà quan trọng nhất ở trên cái phần cơ bản cần nằm tạo hình của bạn tạo hình và giải phẫu cái nằm ở bộ phim X-quang được để phần mềm của bạn xong ta đọc về xương giải phẫu bằng các cái mạch máu phổi được các đường dẫn khí phế quản được các cái bờ các bạn chắc là vùng giải phẫu phổi
để phân tích thêm của bạn. Như vậy thì cái này chúng ta cần phải nắm được cái hình ảnh x quang phổi bình thường, ngực bình thường, xong rồi chúng ta tìm cảm bất thường, xong chúng ta xếp loại. Như vậy thì cả trái tim thông thường chúng ta làm giải phẫu xong thì chúng ta nhìn một đàn chặt lại và chúng ta nhìn hai bên để sử dụng và so sánh hai bên, chúng ta nhìn vùng bình thường so vùng bất thường, là chúng ta xem là bất thường thuộc là trắng hay đen, và nếu trắng thì thuộc nhóm bệnh nào, nếu đen thuộc nhóm bệnh nào. Ở đây là bất thường cái hình ta cần lưu ý là một cái hình thế này nó có thể là phổi, có thể là nhóm màng phổi hoặc là thành ngực của bạn nhé. Một hình này có thể là cả phổi, màng phổi, thành ngực hoặc là trong phổi của bạn, màng phổi, thành ngực. Bởi vì nó trồng dựng được cái sao và để phân biệt đâu là phổi, màng phổi, thành ngực thì các bạn có các phổi chuyển xoong trong phần mà đi bàn. Vậy bên này các bạn nhớ là chúng ta sóc bất thường thứ hai nhóm đặc biệt đen, đây thuộc nhóm bất thường trắng hơn, các bạn bất thường trắng hơn bình thường. Như vậy nếu nó phổi, nếu mình có hai nhóm trắng bên đen, nếu trắng thì thường có hai nhóm bệnh lý thì nó thuộc về quản khí hay quản kẽ hay là kết hợp giữa quản khí và quản kẽ. Quản khí là quản chứa khí phổi của bạn, như phế nang, các phế quản của bạn thì đó là các quản khí, còn các mô xung quanh các đường nhận khí và là mô kẽ của bạn. Vậy chúng ta có thể phẫu thuật riêng về quản khí thì chúng ta bị viêm nhiễm trong phế nang của bạn, thì viêm thì trong phế nang phần mô kẽ bạn bị ảnh hưởng, hoặc chúng ta bị viêm phần mô kẽ dí căn mô kẽ thì ảnh hưởng tới mô kẽ và phế nang bị, hoặc là thông thường chúng ta bị cả phế nang trong mô kẽ hay là quản khí và quản kẽ. Nếu mà trắng mà nằm trong quản khí thì chúng ta hay gặp hay được hai bệnh lý nhiều nhất là đấu đặc phổi và sẹo phổi, và cái này nó nằm trong đấu đặc là viêm phổi. Quản khí màu trắng thì có thể gặp trong đấu đặc hoặc sẹo phổi. Đấu đặc thì có thể là do viêm, do phù phổi hoặc là do nhập phổi, do u thì đấu đặc phổi có thể do viêm, phù phổi, nhập phổi thể u, sẹo phổi thì thường do u gì bằng kẽ. Như vậy chúng ta sẽ đi từng cái hình này, số là đi từng bằng cái này. Đầu tiên là hình đấu đặc phổi, tức là nhìn vào bạn có hình dạng, bởi vì nó phổ thuộc phế nang suốt tiết vào các lọc phế nang, do phế nang thiếu dịch nó sẽ cảm thấy nhiều hơn bình thường và do ta hình dạng hình thành mà. Nhưng mà bởi vì xung quanh phế nang này đối với một số phế quản nó còn sót lại, do đó nó cho thành là gọi là bột ngòn, tức là bùi nhùn chúng đâm bay mà. Nó là bờ tiền, bờ tiền thành đâm bay hay là bột ngòn, các bạn thấy thành bờ không điều trong không đồng nhất. Dấu hiệu thứ nhất là cái dạng như là u gòn bờ điều. Cái thứ hai nữa là chỗ khí đồ phế quản. Thế nào là chỗ đồ khí đồ phế quản? Bình thường là phế quản nó nằm ở trong phổi của bạn, nó chứa khí thành phế quản mỏng, do đó chúng ta không thể phế quản. Nhưng mà khi phế nang bị tổn thương hết rồi thì việc nếu phế quản còn chứa khí thì nó sẽ thấy được các đường đen nó phân nhánh trong phổi này và thấy được các đường đen nó phân nhánh này, các đường đen này các bạn. Hình ảnh này gọi là hình ảnh khí đồ phế quản, tức là khí trong lòng phế quản, chứng tỏ là có tổn thương phế nang, chứng tỏ là có đấu đặc phổi. Như vậy hình ảnh này các bạn là hình ảnh của đấu đặc phổi, hình ảnh giống đám mây và giống vũ tròn các bạn, và có để có các khí đồ phế quản trong các đường đen phía trong này, đường đen phía trong này. Như vậy cái đặc điểm của đông tập phổi, đặc điểm của tổn thương phế nang các bạn có sẵn, và các đặc điểm tổn thương phế nang của bạn bờ điều và luôn kể thống theo giải phẫu phổi của bạn xuất hiện nhanh thì không nhanh và không tài liệu bằng. Và cái này các bạn nhớ để thực hành, các bạn nhớ là thấy một hình mà nó hình giống như đám mây, giống như bông đòn mà bờ điều bên trong có các đường giảm đồng đồ đường sáng này của kết quả. Đây là hình ảnh đặc điểm điển hình của đông tập phổi. Đông đặc phổi gặp trong diện bằng viêm, nhập phổi, phù phổi, u mà nhìn thấy là hay gặp nhất rồi. Như vậy các bạn nhìn vào hình này, còn cái nhìn hình này các bạn thấy đây là hình trắng, trắng, hình trắng, bờ đều và đồ nhộn thế này, nó sẽ gặp đông đặc phổi. Trong đông đặc phổi có thể là do viêm, phổi, phù phổi, nhập phổi, u, sẹo phổi. Nguyên nhân thường do u và gì vậy các bạn? Đặc điểm sẹo phổi là gì các bạn? Thứ nhất, vùng sẹo phổi là vùng bất ổn thì đó là vùng nhiều nhu mô phổi bị sẹo lại,
nó càng thêm nhiều hơn các bộ cảnh này, các bạn càng hơn sự việc. Cái thứ hai là rằng nhất thùy, hoặc như vậy khi nó xẹp phổi thì cái rằng nhất thùy hay là rằng giác thùy nó sẽ bị nghẽo về vùng phổi xẹp cho ta đường trong này, ta đường trong này. Và khi mất thể tích thì nó sẽ kéo thất về phía nội, và các bạn thấy cái khí quản thế này nó bị kéo vào, các bị cái lực bên đó khí quản thế này, các bạn bên trong thẳng đứng thế này, các bạn đây nó kéo về phía phổi xẹp, rỗ phổi bên phải, rỗ phổi bên trái, rỗ phổi bên phải bình thường nằm thấp hơn rỗ phổi bên trái. Trường hợp này rỗ phổi phải bị kéo lên vùng phổi xẹp vò hoàn bên phải vậy, các bạn trường hợp này cũng bị kéo cao, kéo cao lên cái vùng phổi còn lại thì nó sạc nó vùng bên này, các bạn nó đen hơn là do nó tăng không khí ủ trừ cho nó đen hơn. Thứ bảy hay là sạc phổi hay là tăng mật độ tăng hơn. Hai là có hay là co kéo, thứ nhất là kéo rành cái chuyện gì đó, kéo khí quản trung thân, kéo lỗ phổi và kéo hoành. Thì đây là tiền hình của cái sạc phổi. Bạn nhớ cái này các bạn, khí quản bị kéo lên, các bạn cái này các bạn ấy hạ phong trọng của nó sẽ phổi. Vì thế này phải liên quan đến biến chuyển của sản phẩm, các bạn. Đây là sản phẩm trên 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 gần cái này, còn các sản phẩm khác từ dưới hoặc là sản phẩm mức độ ít hơn nhỏ hơn, các bạn thì có thể thấy chuyển kéo này. Trong sản phẩm thấy được chứ các bạn? Hay này là trong phù phổi cấp, các bạn sẽ được hai bên lỗ phổi. Hay này phía phổi một bên phổi cẳng, bạn có các cái này biến đổi phía phổi trong cái này biến phổi. Nhớ hình này biến phổi của bạn này, thấy vùng cẳng mà vuông gòn hai bên này cái tình trạng bệnh nhân lâm sàng đặc biệt, lâm sàng để thành lập được phù phổi. Còn đây là sẹo phổi biến thành chiếc sẹo phổi tuyến trên của bên phải. Đây là sẹo phổi của bạn, và cái đường rành nó chiều kéo lên, cái thông lên khí quản bị kéo mà không kéo nhiều, mà cái này khí quản bị kéo nhiều lắm, mà hạ đường cái này cũng được rồi. Nhưng về cái này cũng như thêm cái này, các bạn đây là hình tôi gọi là dấu hiệu S ngược, đây là dấu hiệu S và, các bạn đây là kiểu S ngược, các bạn dấu hiệu này chứng tỏ là có u lỗ phổi ở đây, các bạn nó gây sản phẩm, cái này u vùng lỗ phổi gây sản phẩm, cho là phổi bị sạc là bị kéo, thế này những u phổi bị kéo nó kéo cong lòng thế này, ở phía dưới này đây là cái u, nhưng mà do là nó không cong lòng được, các bạn thì chỉ đồ ra thế này ta đọc được là cái sản phẩm do nó u, đây là cong lòng trên, còn cái cong lồi thì chỉ giữ một u nằm đây, chúng ta bảo dấu hiệu S ngược, đọc sản phẩm do u, ta sẽ các vị trí khác thậm chí, ví dụ sản phẩm dưới, các bạn, phía dưới không phải thẳng, đánh hành viên sẽ phía dưới không phải, nhưng mua một sản phẩm bị sản và kéo vào cạnh luôn, bờ cạnh bờ tinh thì được chụp phản cái hình ảnh chụp nghiêng thì đây là vùng phổi xẹp. Như vậy đó phổi khí nó có là hai hình ảnh cơ bản nhất là đông tạng phổi xẹp phổi, về phòng kè thì nó có nhiều dạng hơn, có thể là đường đường và đây là đường các đường và các đường ngắn hoặc là dạng các dạng đốt của bạn chút nhỏ còn các chút lớn các chấm này thôi, các chấm này hoặc là các đốt lớn hơn. Như vậy dạng đường này thì chúng ta hay gặp trong phù phổi suy tim, ví dụ đây là các đường cánh tay các đốt nhỏ này mà hoặc đốt lớn thì chúng ta hay gặp trong ví dụ đây trong đường lao trong kia vô số các đốt nhỏ là các đường phổi, ok, hoặc nhiều virus chúng ta có vậy, di căn và dạng đốt nhỏ chúng ta có vậy, còn đây là các trường hợp đốt lớn chúng ta gặp không di căn. Như vậy các bạn thấy đây là cái đường này mình đọc là tổn thương quảng kè được không, quảng khí được không các bạn, có hình ảnh đông đặc trong đặc phổi có thể đường này không các bạn, không cái này thuộc về quảng kè được. Cái đốt là phổi có cái đốt nhỏ nhỏ không bạn? Không bạn, vì đường truyền đốt phía nam là măng sắc đỏ các bạn. Phía nam, trong phía nam, còn cái này là mô kẹt các bạn, rất là nhỏ. Cái này, hình này chúng ta đọc là đốt tạc phổi được các bạn. Bờ đều mà. Không đọc được bởi vì là thứ nhất là bờ nó rộng. Bờ rộng.
bờ rất rõ, bờ đây là rất rõ, đây là các bạn thấy bờ rất rõ, ok, bờ xung quanh đó là khí, trước khí, cái đó nó rất rõ, bờ rõ, cái gì nữa các bạn, không còn là khí nổi trong bên trong, không phân bổ theo tiền gì, hay phân biệt hàng ngày đi cuối là, đây là phòng kẹt, bởi vì là bờ rõ không có những điều hình ảnh khí nổi trong bên trong, còn bên phòng khí thì thường hai cái đó nó rổ hơn thôi. Như vậy các cái đường này thì thường gặp nhất là trong phù như các phù phổi. Và lốt nhỏ của lớn này thì thường gặp trong bệnh phổi của kẻ lao như các. Vậy thấy những cái này bạn có thể là bệnh phổi của kẻ. Ví dụ như là bệnh phổi của kẻ lao, lao này là lốt kê của virus và như các phổi. Đặc biệt là lốt lớn này là ai gặp như các hơn không? Đây là chúng tôi là bóng quay rất là nhiều lốt phổi. Thả có bọc như vậy, thả có bọc như trời hoặc là giữa cái lần cạp vòng khí lần vòng kẹt ví dụ như là nhận đường nếu đường thì chúng ta thường gặp là trong sơ xe phổ phù phổ gì cả đường này nhận đường thì thường gặp trong sơ xe phù gì cả và như vậy đây là đường phổ đường là phổi đây đường như đường là đường bình thường thì đây là rành mà phổi đây là rành rành ngang hay là rành liên vị lớn rành mà phổi nó nằm vị bình thường hoặc là các đường mạch máu đây là bình thường đường mạch máu không còn lại các đường khác bất thường mà đây là các đường kẹt quay đường đáy phổi phù phổi suy tim đặt xe phổi nhân đường và cũng đáy phổi sau đó bệnh nhân nằm lâu mà nó sẽ phổ phân phổi cũng phải sẽ tất cả mà chứ phải sẽ phổ thì mà sẽ phổ phân phổi cho nên có những đường này và hay gặp hơn bằng cách là đường sơ đây đường sơ thì đồng đồ nó cao hơn bờ nó rõ nét hơn nó chạy ngang không theo một giải phóng nào mà là đường sơ phổi cho vậy mình hay nên các bạn thấy hay đọc là sơ là vùng phổi bên phải mà sơ buộc có những đường này mà sơ này đường đắng do đông của bạn không phân nhận chạy đi ở các vị trí nhận có một đường biết tới đều là hành hang như vậy này các bạn gặp có thể gặp trong áp xe trong lao hoặc khu ngoài đường đây hình ảnh trong một cái hang và trong hang này trong một cái hang lao hang bọc hoặc đây trong cái hang các hang lao này hang lao thường kết hợp với các cái tổn thương khác xung quanh thì những các cái giải sơ các chỗ động vôi xung quanh này thường kết hợp với lao thì chỉ nhiều lần bạn làm một hơi ở ngoài được tạo xe nhiều lần và đây là cái hang hang lao hang này có thể gặp nó u phổ ngoài đường hang này còn bực dịch dịch với lại khí trong hang còn là do có khí bên trong bên trong nó có cái bực ngang này đây là cái hang do xe mà có một dịch khí bên trong đây là dịch khí là khí của như vậy hang chúng ta có một cái thành của hang và bên trong thường là sản hơn có thể có chứa dịch khí bên trong và tạo thành bức hang hay là bức ngang này hang này có thể gặp do xe có thể do lao có thể là bung và đời và nhìn các cái hang này các bạn có thể là hang rồi bắt mà đi một vòng xuống cái thằng này bực ngang bấm vôi thường gặp trong tổ chức tủ mà bấm vôi gặp trong tổ chức tủ đây là các đốt vôi mà tầm độ cao cao xương mà chấm chấm này là tổ chức phổi lan tấn xong thôi nó bấm vôi là bấm vôi nên nó cũng mình gặp trong các trường lý cũ và đặc biệt là lao các tổ chức phổi cũ đây là đường sơ đây là đường sơ 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 phổi đây là phổi sau đó nhà cũng kết hợp đó là khối phổi đây là khối gì đó có thể thường trên 300 cm của phổi khối này thường gặp trong u hay gặp nhất ngoài ra có thể gặp trong viêm hoặc trong gặp trong nhồi máu đây nhồi máu tận giác hoặc khí ngoài bì phản khối vậy là hình trạng
khối lớn mà. Cái này có thể được gặp trong u hay là các bạn viêm nhồi máu thì ta có bị gặp hơn. Vậy khối lớn được gặp trong u phổi hoặc là trong viêm phổi. Còn có biểu hiện nào u và viêm tụy này ta sẽ có số lý u phổi và viêm phổi. Như vậy giữa tổn thương và quản lý thì chúng ta có là chống độc phổi điển hình, hai là sạc phổi. Tổn thương hoặc kẹt thì có là nhận đường và kẹt lây trong cái suy tim. Bởi vì các bạn đặt các dạng lỗ và khúc nhỏ lớn hay gặp trong các bệnh vũ kẻ viêm phổi vũ kẻ lao di căn. Còn cái dạng kết hợp thì đường như hồi nãy các bạn chúng ta có thêm hình thang. Hình thang là hình ngoài đường vũ phổi bóp cái thép và đường ra thì là cái hang mà hang thì gặp trong áp xe, trong lao, u hoại tử, các đốm nó vôi là do tổn thương mà và thành các quan trọng cuối cùng bạn là các tổn thương nhận khối tiếp tục trên 3 cm chúng ta gọi là khối giữ 3 cm và là đốm rồi khối này được gặp trong u viêm và hai cái này gặp nhất. Cái bài hồi này là hình cảnh mà đến từ các bạn hình đen hơn bình thường. Ví dụ phổi phổi này các bạn đây là CT scan thì vùng đây các bạn đây phổi bình thường, vùng đây là vùng bất thường nó đen bình thường, vùng đây là vùng bất thường đen bình thường thì tỏ ra ít cảm thấy hơn. Vùng này là bất thường phổi là khí thủng ở phổi các bạn, đặt nang khí ở khí thủng. Vậy trên hình các bạn sẽ tìm ra dấu hiệu gián tiếp đây là các cái thành của các cái nang khí. Như vậy đây này có bạn đây là các cái thành của các nang khí mà đây là thành của các nang khí. Đây là gặp nang khí thẳng, nó sẽ làm đe hơn. Cũng đủ thì gặp trong cái nang khí hoặc nếu mà lan tỏa toàn bộ phổi thường gặp ở trong khí sinh thủng của khí sinh thủng. Đường phổi nó đe hơn, tim nhỏ hơn và còn vòng văn khí dẹp thì đầy kiểu các dấu hiệu khí sinh thủng. Bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Như vậy nặng thì dễ mà đe hơn thì thường khó phát hiện hơn so với nặng. Bởi vì đến phổi là đe rồi mà đe hơn được mình không thấy được. Nhưng mà đen thì chúng ta chuẩn bị thuộc lần tia hơi nhiều và gọi là tia đâm xuyên hơi cao thì nó đen hơn chúng ta thấy rồi. Thì mà chụp sai của mình thì chúng ta sẽ khó thấy cái đen này. Chúng ta bước vào một cái hình đường mà là một cái màng phổi. Màng phổi thì có hai cái cơ bản, một là trắng hay đen. Trắng thì gặp trong nhiều mà trang bị màng phổi. Đen thì gặp trong tràn dịch màng phổi. Đây là hình tràn dịch màng phổi. Như vậy phổi bình thường trong trong khoang màng phổi thì chúng ta chỉ có ít dịch thôi bạn, thường khoảng 5 ml hoặc nhiều lắm là chỉ 15 ml. Cái nếu khi đường dịch nó là bình thường do nó tăng tiết hoặc là tăng cái tình thấm của cái mà khoang màng của màng phổi bạn thì nó tăng đường dịch lên và lúc đó chúng ta gọi là tràn dịch màng phổi. Khi tràn dịch thì chúng ta có hai nhóm, có thể là tràn dịch màng phổi tự do là khi chúng ta thay đổi tư thế thì dịch chảy qua màng phổi hoặc là không đủ lúc đó dịch nó bị dừng lại trong cái ngăn ví dụ trong sau của cái viêm màng phổi, viêm dính màng phổi thì dừng lại và là không đủ. Thì đặc biệt tràn dịch màng phổi thì tự do và chúng tư thế định kết luận đây là tràn dịch màng phổi tự do tư thế định. Đặc điểm thế nào mà đây là bên trái chúng có thể là nặng hơn bởi vì dịch nó cảm thấy nhiều hơn. Ta dịch màng phổi tự do và tư thế định tức là dịch nằm ở vùng thấp, nằm ở vùng thấp dịch thì đồng đồ dịch nó gặp cái đồng đồ của cái quanh vùng bụng của bạn nó chứa đồng đồ dịch tức là cái này nó bị xóa bờ tức là chúng ta không thể bờ qua quanh được mà vì chỉ là dịch ta dịch nó dịch được thì chúng ta không thể cái bờ này chúng ta thấy được là do giữa là dịch đấy là kỹ mà còn bên này chúng ta sẽ xóa bờ qua quanh chúng ta thấy. Đặc điểm nữa bạn là có một đường cong lọt từ tầng cao mà từ trong ra ngoài mà đường cong lọt lên trên và đường cao dần từ trong ra ngoài. Đây là đặc biệt của đường cong trong một cái đường lọt mở trên các sản biến là cái gì hình bờ là đồ dịch xóa bờ văn ở bờ trên là đường cong lọt từ lên trên đi ra thành đường thì là đường cong. Đây là đặc biệt điểm hình của tàn dịch màng phổi. Còn hình đen là tàn khí,
là hình đen mà là nhân vật tóc hình đen này các bạn. Mình thấy là không thấy mô phổi, tức là mình không thấy mặt mô phổi các bạn. Ta nghĩ bởi vì bình thường chúng ta thấy một cái nát thì chúng ta có hình đen này các bạn. Nát thì có hình đen, nhưng mà trong vùng đen phía ngoài này chúng ta sẽ không thấy mặt mô phổi bởi vì phổi bị đầy vào trong này các bạn. Đây là cái lá tàn mà phổi, vùng tức là vùng phổi sạch, còn phía ngoài này con bộ này là khí hoặc con khí hình đen, không thể bật ống vùng phổi và chúng ta thấy được cái vùng phổi sạch bên trong này. Đây là cái điểm của tàn khí của bạn, hình đen không thấy mặt mắt phổi, chúng ta thấy được vùng phổi sạch. Như vậy nếu là mặt phổi có hai hình điển hình, một là tàn dịch các bạn, hình mờ hình trắng nằm vùng thấp xóa bóng hoàn bởi trên là đường bóng lọt lên cao khi đổ ra khi mà biển hình tàn tí thì thế nào các bạn, hình đen không thể mặc mô phổi, thấy được cái mô phổi gì này, thấy được mô phổi là vùng sạch ở phía bên này, thấy được tàn tí của thấy được bên này, thấy được không? Hơi khó các bạn. Đây là bạn sẽ được đơn giản đi. Các bạn thấy được vùng đan đi nhé. Điểm mà vùng đen rồi, không thành mạch máu. Cái này chúng ta coi thành mạch máu. Bên này không thành mạch máu. Chúng ta thấy được vùng phổi xem cái này ở trong. Còn đây là lá, cái đường này là đường của lá. Đã thành mạch phổi rồi, đã tạm mạch máu. Đã thành mạch máu này, đã tạm mạch máu các bạn. Vậy con bộ đây là con khí, đây bộ trong thấy đường này đường của là tàn mạch phổi, đây là vùng phổi sạch. Còn phía bên này các bạn thấy đường hình này các bạn đấy, đây là phía ngoài này là tàn khí, phía đây cái đường này là đường của lá tàn mạch phổi, còn trong này là phổi sạch rồi. Còn thấy đường hình này các bạn, cái hồi này là tổn thương của phổi, tổn thương màng phổi và tăng nhiệt và tăng khí các bạn. Còn có hình ảnh được gọi là vừa tăng nhiệt, vừa tổn thương phổi màng phổi và thay đổi phổi màng phổi. Tức là hình ảnh là phổi trắng toàn bộ, hai bên thì mà nó trắng một bên, nên hay gặp. Một ngày nhiều chúng ta sẽ đọc phim thì tất cả bệnh viện và các cao hồi sức của bạn thì chúng ta thông thường một ngày thì có khoảng 5-7 bệnh nhân được viện và 8 bệnh nhân cấp cứu bạn thì chúng ta thường chúng ta sẽ gặp cái này khoảng 4 bệnh nhân. Gọi là trắng một bên phổi. Nhưng mà trắng toàn bộ bên có thể do gì các bạn? Có thể do tàn nhiệt mạc phổi, cũng có thể do đông đặc phổi là viêm phổi các bạn, trắng bên này hoặc là các phổi xẹp phổi. Như vậy làm thế nào để biết cái trắng này là do tàn nhiệt mạc phổi, cái trắng này là do xẹp phổi hay đông đặc phổi các bạn? Thì chúng ta dựa cái này là do gì các bạn? Biết không các bạn?